Trong làng tanh vui tanh khùng, MC dẫn dắt sáo đội từng bước sáng danh trong làng. Người ta biết danh tôi hoài, làng hài cân tôi chức danh trưởng làng. Làng chúng ta vui thiệt vui, làng hài hôm nay nó vui tới mai. Khen ai kéo đến để thi làng hài sao hương nè tam thành, cho thêm ý kiến giúp đội nói khéo để thi cho hài. Cùng đi thi hài nè, vừa tài nè, mà vừa hài, mà vừa vui mới kêu danh hài. Làng chúng ta vui, làng hài ta nói nó vui tới mai. Hương tôi xin gửi chấm thi công bằng đến đây, giám khảo tôi dân các nhóm nhân tuồng hài hước diễn ra mỗi tuần. Cùng bao thí sinh trao nhà, rồi cùng xuống tay cùng nhau thi nhé. Yeah yeah yeah, đội tôi là bí giờ. Đội chúng tôi đã thi còn là nữ, lớn tỷ mũi đã tham gia làng hai. Chúng trẻ chung giao lưu và học hỏi, cả đội mình là VTV em. Đội đồng cao cả quê cho chết, mê cải lương có chua cùng làng hai. Đội hồn nhiên sư tư nhỏ đi nhận, cải là người cho vui mới là chết. Cùng hương nhau như anh em thân ái, đội tôi tên ba chữ cả gia đình. Mau nhanh nhanh cùng nhau ra bắt hết sáu đội chơi đặc biệt của bản này. Tới khi vui mình quay cho đến Tết, đã đi rồi là ai mới thiệt hay. Đang đến với chương trình Làng Hài Mở Hội. Thưa tất cả quý bà con cô bác, đêm nay chúng tôi tưng bừng tiếp tục mở hội làng hài ở một bảng chơi mới, đó là bảng B cùng với 6 đội chơi mới tanh. Chắc chắn họ sẽ mang đến cho chúng ta những câu chuyện hài hước thú vị nhưng không kém phần vui nhộn nữa. Và còn nữa, chắc chắn có hai người cực kỳ quan trọng luôn luôn đồng hành cùng với trưởng làng Đình Toàn, đó chính là ông Tám Thành và bà Sáu Hương. Và với bài hát vui nhộn vừa rồi, chúng tôi chính thức mời quý bà con cô bác xa gần chúng ta cùng đến với bảng B của chương trình Làng Hài Mở Hội. Quý bà con thân mến, vậy là làng hài của chúng tôi lại tiếp tục khai hội với một bảng thi mới, hứa hẹn rất nhiều điều hấp dẫn và thú vị. Đã có 12 tuần trôi qua và bảng A đã khép lại với việc tìm ra hai đội chơi xuất sắc. Và đêm nay chúng ta sẽ bắt đầu một bảng thi mới, bảng B, với phần thi diễn của 6 đội cũng rất là hấp dẫn để cùng tìm ra hai đội sáng giá và cùng với bảng A bước vào vòng chung kết năm. Và chúng ta biết chương trình Làng Hài Mở Hội do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Z Studio thực hiện. Và trong làng hài chúng tôi luôn luôn xuất hiện hai vị khách mời rất quan trọng, đó là ông Tám Thành và bà Sáu Hương. Và chắc chắn là vẫn còn một vị khách nữa sẽ đến với chúng ta đêm nay. Họ là ai? Hãy cùng dành một tràng pháo tay thật to và chào đón khách mời của đêm nay, ca sĩ Phương Trinh Jolie. Dạ, em xin chào ban giám khảo. Dạ, em xin chào quý vị khán giả và khán giả đang xem đài.
Trời, tới làm giám khảo mà như thi hoa hậu vậy. Rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Phương Trinh Jolie, chúng tôi biết bạn ngoài là một ca sĩ, bạn còn là một diễn viên nữa. Thế thì các thể loại vai bạn đã từng đóng, có đóng bi chưa? Dạ có. Đóng hài chưa? Dạ cũng có luôn. Vậy thích đóng bi hay đóng hài? Dạ, thật sự thì em thích đóng hài hơn anh à. Lý do? Tại đóng hài thì mình vừa có thể làm mọi người cười, nhưng mà cũng có thể làm mọi người khóc. Còn đóng bi thì không làm mọi người cười được. Rồi, vậy bạn sẽ quyết định trở thành một giám khảo như thế nào? Em sẽ trở thành một giám khảo dễ dãi. Ủa lộn, không phải, dễ dàng. Dễ dàng. Cũng lộn luôn, dễ cười. Dễ cười, thân thiện như một hoa hậu. Và bây giờ mời bạn trở về vị trí của mình, xin mời. Như chúng ta đã biết, bên cạnh hai vị giám khảo quen thuộc đó là ông Tám Thành và bà Sáu Hương, đêm nay sẽ là giám khảo ca sĩ Phương Trinh Jolie. Và bên cạnh đó sẽ là một vị giám khảo nữa mà điểm số của họ sẽ quyết định đến phần thắng thua của cả đội chơi. Đó là 100 vị khán giả tại làng hài của chúng ta đêm nay. Và đêm nay sẽ là đêm đầu tiên của bảng B, bao gồm 5 đêm thi. Mỗi đêm sẽ có 2 đội rơi vào vòng nguy hiểm. Và vẫn theo luật của làng hài mở hội, nếu đội nào 3 lần rơi vào vòng nguy hiểm liên tục thì các bạn sẽ phải tạm chia tay với chương trình. Chúng tôi gọi tạm thôi bởi vì vẫn có cơ hội để các bạn quay trở lại. Và các đội chiến thắng sẽ lần lượt trích 50% số tiền thưởng mỗi đêm của mình để có thể tiếp tục xây dựng 6 căn nhà tình thương dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Và các đội chơi sẽ thể hiện mình như thế nào trong đêm nay? Chương trình sẽ vui nhộn ra sao? Chúng ta hãy cùng chào đón đội chơi đầu tiên. Trời ơi, đừng đây nói cái gì nữa, đi lấy đi. Dạ lấy ai? Lấy nước chứ lấy ai trời. Ủa vậy hả? Lẹ đi cái giếng cạn bây giờ trời. Nhưng mà tại sao giếng cạn? Trời, bà chủ bà khóa nước rồi, lẹ đi trời, đừng nói hoài nước đó. Quý vị khán giả thân mến, trong làng hài đang xảy ra một sự kiện vô cùng dễ sợ. Như cái ông gì đó vừa rồi thông báo là bây giờ cái giếng nước nó đã cạn rồi. Cho nên ngay lập tức chúng ta cùng đến với tiểu phẩm mang tên Giếng Cạn. Nóng như thế này thì làm sao phải mặc, làm sao phải mặc, làm sao phải mặc. Cầu đi. Tụi bay ồn ào quá. Mở nước đi bà chủ ơi. Mở nước đi bà chủ ơi. Rồi. Mở nước hả? À. Nước để tao, để tao, tao tao gọi động đi trời ơi. Trời ơi, cái nước của tao, tao của tao. Nhường người đó. Tại sao nhường mày không lấy hả? Tao nhường người mà. Mày lấy đi. Mày lấy đi. Mày lấy đi. Tao nói mày lấy đi. Mày lấy đi. Mày lấy đi. Trời ơi, nhường. Tại sao vậy hả? Có một giọt thôi. Hết giờ. Trả nước đây, trả nước đây. Mở nước đây. Thôi đi. Thôi thôi thôi. Trời ơi, có một giọt nước à. Mày giành nhau. Đã không có nước rồi, khác muốn chết à. Ôi trời, chú ơi, nước đâu, trả nước đi, trả nước đi. Tao uống rồi. Trời đã nóng rồi còn mặc áo lạnh, đúng là đồ điên. Tao nói cho mày nghe, trên đời này ai làm cái gì cũng phải có lý do. Chính vì vậy tao mặc cái áo này cũng có lý do. Lý do thứ nhất á là biết làm gì không? Không. Để giữ nhiệt. Lý do thứ hai, giữ nước. Đây. Không biết. Dắt nước. Ê, tại sao mày làm như vậy hả? Cho kẻ miếng đi. À, lạnh thiệt đó. Còn nước không hả, cho xin miếng đi nha. Còn nhiều lắm. Đã lâu lắm rồi ta mới được nhìn thấy nước. Trời đất ơi, đang không có nước rồi mà còn có chanh muối uống nữa. Đã cạn nó còn ly nào cho miếng đi. Tắm xong chưa? Dạ xong rồi. Cho chú mượn cái thao ấy. Ủa chi vậy chú? Rồi đầu. Ê trời ơi, 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 trời ơi,
tụi bay lúc có nước á phung phí, không có biết tiết kiệm. Bây giờ hết nước rồi giành giật lẫn nhau, ồn ào bả không có ngủ chưa được, đồ mắc dệt. Mắc dệt. Làm cái gì vậy? Sao tụi bay đánh tao? Tại ông chửi tụi tôi. Tao chửi mày cái gì? Tao chỉ dịch lại lời của bà nói thôi. Bà nói sao? Bà nói là lúc có nước á tụi bay phung phí, không biết tiết kiệm. Bây giờ hết nước rồi giành giật lẫn nhau, không để bà ngủ trưa rồi mắc dệt. Mắc dệt? Cái gì vậy? Sao đánh tao hoài vậy? Tại ông chửi tụi tôi. Tao chửi mày cái gì? Tao chỉ dịch lại lời của bà nói thôi. Bà nói sao? Bà nói là lúc có... Thôi đi, khỏi gài. Máu không rồi. Đáng rồi. Ta nói tụi bay rồi. Ta nói tụi bay không được giành giật nữa. Tụi bay phung phí nước, ta khóa nước lại thì có gì sai? Bây giờ ta hỏi cái ví này của ai? Của chúng. Cái rồi nước khóa nước của ai? Của bà. Mắc gì tao phải mở cho tụi bay? Thì đó. Trời ơi, buồn quá. Nói bay nghe nè. Cái mẹ này mẹ xấu tính ghê luôn á. Mẹ ý mẹ có tiền á, mẹ xây cái vòi nước nè với cái ống bơm á, khóa cái giếng lại, không cho mình xài nước. Bây giờ hạn hán khô héo quá, nói mình phung phí nữa. Tao hỏi tụi bay phung phí cái gì? Ngày xưa có nước nhiều á, một ngày tao gọi đầu có 8 lần thôi, có cái gì đâu mà phung phí. Mà tao nói cho tụi bay nghe nha, nói cho chú nghe nha. Con tắm á, con mở cái vòi nước ra mà con quên khóa lại thôi, chứ có cái gì đâu mà phung phí. Nè, tao nói dại ha. Bả mà khóa nước cái kiểu này á, bữa nào mà quả quạng cháy nhà một cái, không biết lấy nước đâu mà chữa cháy. Cái giống vậy nè. Có nước đâu? À, do con sợ mọi người ăn cắp cho nên con lấy gạo để ngụy trang đó mà. Rồi cái hộp gạo nó nở như cái hộp xoài luôn. Mày ngu, đi vô. Chú ơi, có nước rồi nè. À, nước hả? Nước đâu con? Dưới chậu cây đó. Rồi nước đâu? Cái cây không bắt nước rồi. Mày ngu, đi vô. Nước đâu? Chú ơi, con có hồ cá nè chú. À, nước sạch không con? Dạ, nước sạch lắm chú. Sạch hả? Đưa đây chú. Chị vậy chú? Chú gọi đầu. Nước người ta chưa quả mà. Quên, chết cha rồi, bây giờ nước đâu? Ha, chú ơi, chú ơi, con còn cái thau này chú. À, cái thau này dơ nhưng mà xài được nè. Rồi tạt đi. Xong chưa? Xong. 1, 2, 3. Yeah, trái rồi, hết trái rồi, mừng quá hư. Ba tôi nè. Ba tám ơi, tám của tao không tám. Sao không? Quả đâu tụi bay cố. Mẹ. Tao nướng thịt tao trời. Chiều nay tao bán cơm tấm mà tụi bay cứu quả làm cái gì? Đứa nào tạt nước? Mẹ. Nước ở đâu ra? Nước có con tắm 8 lần à. Trời ơi, bà ngộ độc nước rồi kìa. Trời ơi, ngộ độc nước rồi. Ba tám. Xin cảm ơn VTTM. Tên nhóm các bạn rất là ấn tượng. VTTM, điều đó có nghĩa là gì? Vô tư, thoải mái. Rất vô tư và rất thoải mái. Và bây giờ tôi muốn các bạn thoải mái một chút để chúng ta cùng lắng nghe phần nhận xét của giám khảo ngày hôm nay. Xin mời nghệ sĩ Việt Hương. Trẻ trung, tăng động, nhiệt quyết nữa. Tôi biết là các bạn tập rất nhiều thì mới có cái sự liên kết với nhau đều đặn, mảng miếng chèo lên nở xuống. Các bạn đặt ra cho chúng tôi biết các bạn thiếu nước, các bạn dựa trên một cái câu chuyện và một cái phim cũng đã rất nổi tiếng rồi. Mà khi cái gì mà nó hay quá cái mình chờ đợi, đúng không? Để mình coi lại phiên bản lỗi của các bạn sẽ làm gì. Và từng cái mảng miếng nhỏ của các bạn nó không đủ đắt và đủ đã. Đây là lần đầu tiên chúng mình gặp mặt, cho nên du di. Cảm ơn các bạn có mặt ngày hôm nay. Thật sự ra tôi là khác ý kiến với chị Việt Hương một tí. Là tôi thấy là cái ý gây hài của các bạn là có. Nhưng vấn đề tại sao mà mọi người không cười là tại vì các bạn không thể hiện một cách hài hước, mà các bạn đang diễn chính kịch. Lần sau thì diễn làm sao khi nói câu đó ra là người ta phải cười. Và tôi có một điểm khen các bạn là rất là nhiệt huyết, rất là máu lửa và diễn hết mình. Phải nói là những diễn viên cực kỳ nghiêm túc trong tập luyện và cả cách thể hiện. Nhưng hôm nay mình thể hiện một cách chưa có được hài hước lắm thôi ha. Rút kinh nghiệm lần sau. Bung. Cảm ơn các bạn.
Thì thật sự trong cái vở diễn các bạn có hai miếng làm Trinh cười. Đó là khi mà bà chủ bà nói là mở nước thì Trinh nghĩ là chắc là mở nước cho mọi người xài thiệt. Nhưng mà rốt cuộc có một giọt nước. Thứ hai là cái hạt gạo á. Và hy vọng là các bạn sẽ có những tiết mục tốt hơn vào dòng sau. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn những lời nhận xét của ban giám khảo chúng ta. Và bây giờ xin mời số điểm từ nghệ sĩ Việt Hương. 9 điểm từ giám khảo Việt Hương. Giám khảo Trấn Thành. Thật sự ra hôm nay không tốt, bài không tốt. Nhưng mà anh rất là thích các em thật sự. Tại vì anh thấy được sự nghiêm túc và cái nhiệt huyết và cái lòng đam mê khi các em ra sân khấu. Đó là yếu tố quan trọng nhất của diễn viên. Còn cái khả năng tụi em sẽ có thể thay đổi theo các tuần. Anh nghĩ vậy. Cái điều mà mình không thể học được đó là đam mê. Và anh khuyến khích tụi em 0,5 nữa, đó là 8,5. 8,5. Số điểm của ca sĩ Phương Trinh Jolie sẽ được giữ lại đến cuối chương trình. Và bây giờ sẽ là phần trao điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Điểm số của 100 khán giả tại làng hài dành cho đội của bạn sẽ là 9,1 điểm. Xin chúc mừng. Năm cô gái với năm cá tính khác nhau hợp thành một đội và họ sẽ thi đấu như thế nào trong đêm hôm nay? Chúng ta hãy cùng chào đón đội tỷ muội. Ơi, bà làm gì vậy bà quả? Múa lửa. Trời ơi, bà múa mà sao không có cục lửa? Trời ơi, hai bà nghĩ sao vậy? Trong viện dưỡng lão ai mà cho đốt lửa? Trời ơi, người ta mua vé là khán giả người ta coi là... Thôi! Chê chê! Hey! Trưa rồi sao không chịu đi ngủ? Mà dám làm náo loạn tại cái viện lão đường này. Ồn quá, quá ồn mà. Nãy giờ mày ồn nhất. Mày ồn nhất. Dạ. Vừa phải thôi. Dạ con xin lỗi. Mà ba dì ơi, trưa rồi ba dì ra đây á, rồi sao người ta ngủ? Già rồi mình ngủ đi mới có sức khỏe chứ. Già rồi ngủ làm gì nhiều. Ngủ luôn sao? Trời ơi, ba dì già hết trơn rồi. Hát đâu có còn ai nghe nữa đâu mà hát. Ê, sai rồi nha. Con nói vậy là không có đúng. Ngày xưa mà cỡ tuổi con ha, không có cửa để bước chân vô cái rạp để coi tụi dì hát luôn nghe chưa. Ờ, bởi vì tụi tôi là diễn bãi diễn bến không mà đâu có diễn rạp đâu bước vô. Ai mượn khai vậy? Mà dì nói cho con biết, chẳng những dì hát hay mà dì còn diễn giỏi nữa đó. Ôi, bà diễn cho nó coi đi. Ngày bà xưa bà nổi tiếng là thanh diễn sâu. Làm sâu cho tôi. Vậy bây giờ tôi sẽ diễn tiết mục Cô lái đò ngang đồn địch. Hay rồi ơi. Cái tiết mục này nhắc tới nổi sải liền. Và sau đây tiết mục xin được phép bắt đầu. Bơi lại, bơi ngược lại. Ủa về gì hát chưa? Rồi. Con đâu có nghe hát cái gì đâu. Giới thiệu bài gì? Cô lái đò đi ăn lòng vịt. Trời ơi vậy con. Dạ. Trời ơi. Dạ con. Cô lái đò ngang lòng địch. Dạ. Mày làm như vậy là chết cái bài hát của gì rồi. Mà con biết không? Nghĩ làm sao? Đi ngang đồn địch làm sao dám hát? Hát địch bắn lòi vèo sao có. Trời ơi. Chết luôn. Chị diễn vậy luôn hả? Trời ơi. Con không tin luôn á. Nhưng mà con vui không? Dạ cũng vui. Con vui mà con tin đó đúng không? Dạ. Đó, diễn là phải có lòng tin, khán giả mới tin mình. Đúng không? Ôi, con? Hả? Trời ơi. Trời con không tin luôn, đào thương mà quăng miếng ghê luôn á trời. Đó, đào thương là phải quăng miếng. Dạ. Mà quăng miếng là phải ăn đúng không? Dạ. Nhưng mà con biết không? Dạ. Cái lúc đó hát cái bài đó, diễn cái bài đó, dạ, tuy là diễn chơi thôi,
Nhưng mà mấy đứa con nuôi của dì á, nó đứng trong cánh gà nó cười rần rần. Ui. Còn khán giả tao nói cười nghiêng ngả, cười ngất ngay, bốc mang say rạo rực luôn. Vậy đó. Dạ. Dì nói á, là nãy dì có nhiều con nuôi lắm đúng không? Mà sao chưa bao giờ con thấy con nuôi tới đây thăm dì vậy? Tại vì con nuôi của dì bây giờ nó lớn rồi, nó thành đạt, nó thành người nổi tiếng hết trơn rồi. Nó đi làm giám khảo chấm mấy cuộc thi này thi nọ rồi cái xong rồi. Nó bận quá rồi, đâu có thời gian đâu rồi vô thăm dì đúng không con? Dạ. Trời đất ơi, chứ không phải ngày xưa bà có tiếng có tiền thì nó bu bà, giờ bà hết tiếng hết tiền rồi bỏ bà chèo quay một mình hả? Nhưng mà tại nó bận quá thôi, hiểu không? Mà hả, tôi nghĩ phải chi hồi đó tôi bớt bận lận miếng, đừng có mê nghề quá, đặng kiếm tấm chồng rồi biết đâu á cái mình có được mấy đứa con, rồi biết đâu cái giờ nó cũng bỏ mình trong đây thì sao? Trời đất ơi, cái gì chất quốc vậy bà? Mẹ già sao tôi bực nghe. Bực gì? Tôi bực đó. Bực gì vậy? Thôi bực cái gì? Tôi bực gì ta? Trời ơi, bực cái gì không nhớ luôn hả? Đâu nói. Tôi biết rồi. Bà nhắc tới con rồi bà nhớ là con bà bỏ bà vô đây, bà bực đúng không? Ừ đúng rồi. Trời ơi, tôi nói nghe bà nha. Sao? Tự nhiên bà đang nói chuyện bà cái bà nói chuyện đó ăn chi? Chuyện đó là chuyện gì? Chuyện gia đình tôi. Chuyện gia đình mình sao? Chuyện gia đình tôi sao? Trời đất ơi. Trời ơi, chuyện gia đình mà cũng không nhớ nữa, tôi bó tay bà luôn á. Con bà nó nói bà hay nói bóng nói gió cho nên nó ghét nó bỏ bà vô đây. Ủa sao chuyện nhà tôi bà gành quá vậy? Có một bài ca không bao giờ quên, ngày nào cũng nhắc lấy gì mà quên. Nhưng mà bà nghĩ đi, tôi đâu có nói bóng nói gió gì, cái nghề của tôi là nghề tấu hề mà. Nghề tấu hề thì phải nói nhiều đó, bởi vậy già cái bắt đầu lẫn. Mà tôi nói với con tôi là tôi nói bằng cái tấm lòng của tôi thương nó tôi mới nói. Sáng xách cái cặp ra đi làm tôi mới nói là con ơi chạy xe cẩn thận, lỡ ai đụng chết mày tao sống với ai. Trời ơi. Rồi chưa xong cái con nhỏ con dâu á, nó sửa soạn đồ đẹp lắm, ngày nào cũng sửa soạn. Tôi mới nói là con ơi có đi làm nhớ về nhà chứ đừng có đi theo trai nha con. Trời ơi, tôi chỉ nói vậy thôi á, bà coi tức không? Tức đó. Bà còn tức nữa gì là tôi. Tức tôi, bà đó. Không hiểu nha. Chuyện của tôi vậy đó, đừng có đụng chạm tới chuyện của tôi. Nhưng mà tôi thích cưng quá. Trời ơi, thôi làm ơn đi, đừng có nhắc tới cái chuyện hoàn cảnh nữa. Đã vô trong đây rồi làm ơn vui vẻ làm tôi cái đi. Sao con chưa bao giờ nghe dì Quả nhắc về hoàn cảnh của dì Quả? Làm sao mà dám nhắc hả con? Ủa sao vậy dì? Bà bị con bà đuổi. Bị con đuổi hả? Đúng rồi, kể con nghe. Con bà đuổi ghê hồn lắm nghe. Cái gì? Con tôi đuổi tôi vô đây hồi nào? Tôi tự nguyện vô đây, không có ai đuổi tôi hết trơn á. Trời á, làm cái gì tự nhiên mấy bà động chạm tới hoàn cảnh của tôi như vậy hả? Múa lửa đi. Rồi hả? Nè, múa lửa. Nè, rồi múa lửa đi. Rồi xong chơi luôn đi. Ê, lửa kìa. Trời, chị nghĩ sao mà gì chơi lửa trong vậy chứ? Lửa cháy hết người ta rồi sao? Thở đi con. Trời. Phóng tay con luôn rồi nè. Trời ơi, tự nhiên lửa. Con ơi Má xin lỗi. Má không có cố ý đốt nhà đâu. Má không có cố ý đốt vàng. Dì quả con nè. Tại vì má già rồi. Dì quả. Má dụng về á. Cho nên má. Con này dì quả. Má. Má ơi con nè, má ơi má ơi má làm sao vậy, má nói con nghe đi má. Má xin lỗi con, má biết là má già rồi má vụng về lắm. Má lỡ mà đốt cái nhà con đừng có giận má nghe. Con nói nè má, bình tĩnh má nghe con nói nè. Mà biết không, cái nhà đó má, mình lỡ mà cháy rồi thôi không sao hết, mình xây lại được. Mà tự nhiên má bỏ con má đi. Con mình má mà bỏ con đi rồi con ở với mai ai không má? Con biết á, má đam mê cái nghề xiết múa lửa á. Má nhai than, má uống xăng để cho con ăn cơm, uống nước mà con khôn lớn. Con hiểu hết đó má. Bởi vì con đâu có dám trách gì má đâu, con không có giận má vậy, má đừng có lo.
Tự nhiên cứ đi, làm con đi tìm muốn chết mà không có gặp. Mai á, có mấy người gì bạn của má, người ta chỉ má ở đây cũng mới biết đó chứ bộ. Mà má ơi, nói nghe nè má, con chuẩn bị cho má một điều bất ngờ. Mọi người đợi con đi. Chị ơi, chị đi đâu vậy? Con nó làm gì? Nó định đốt viện dưỡng lão hả? Bà này. Trời ơi, con định làm cái gì vậy? Con ơi, nguy hiểm lắm. Đừng con ơi. Dì ơi, dì cộng giùm con với dì. Tin con đi, con làm được mà. Làm cái gì? Tin con đi nè, con làm được. Con làm được hết. Má nhìn con làm nè má. Má nhìn nè má. Con lách cho má coi nè má. Má thấy không? Má thấy con làm được không má? Con bao giờ? Con múa được luôn á má. Con đi được luôn nè má. Đó, má thấy con giỏi chưa má? Má thấy con giỏi chưa? Giỏi quá con ơi. Không sao. Con còn chờ khác nữa. Dạ dạ, con đi ra ngoài, con canh đi con. Con canh đi con ơi, nhanh lên. Nhớ nha. Được không con? Con thấy ổn không? Cô gái trong nhóm tỷ muội, các bạn cho chúng tôi thấy sự khổ luyện của người diễn viên khi muốn mang đến một tiết mục thật hấp dẫn cho khán giả. Các bạn là một trong những cái hình của là đội anh em, còn các bạn là đội tỷ muội giống như đội chị em nha. Các bạn đem cho tôi hết những đầy đủ hỗ trợ, lấy từ tiếng cười tới nước mắt. Còn gì để nói nữa, chúc mừng cho làng hài đã đón chào được cái đội tỷ muội, và đây là một trong những đội đáng gờm. Tôi cho là cái vở diễn này là cái vở diễn mà từ nãy giờ tôi coi thích nhất. Chỉnh chu về mọi mặt, về ý nghĩa, về câu chuyện, về hành động, về mật độ tiếng cười. Cách các bạn làm cho người ta cười nhẹ nhàng, thoải mái lắm. Các bạn mới mở màn thôi, mới chào sân thôi, mà các bạn đã tập nuốt lửa các thứ như thế này rồi. Các bạn cho người ta thấy rằng là phụ nữ không phải dạng vừa đâu. Như hồi nãy lúc mà Vinh bước ra cho nó là đóng hài có thể làm cho khán giả cười, nhưng mà cũng có thể lấy nước mắt của khán giả. Đó là các bạn đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng tôi mời điểm số từ phía ban giám khảo. Xin mời nghệ sĩ Việt Ương. 10 điểm. 10 điểm từ nghệ sĩ Trấn Thành. Và số điểm của ca sĩ Phương Trinh Jolie sẽ được giữ lại. Còn bây giờ là phần cho điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. 100 giám khảo tại làng hài của chúng tôi đêm nay đã quyết định dành tặng cho đội bạn số điểm tổng cộng là 9,8 điểm. Xin chúc mừng.
Quý bà con, cô bác thân mến, cả một làng quê mênh mông bát ngát trữ tình đã hiện ra trên làng hài của chúng tôi để chào đón đội chơi tiếp theo, đó là đội Đồng Dao. Họ sẽ đến và cho chúng ta thấy được. Hả? Thấy rồi hả? Thấy hả? Thấy hả? Thấy hả? Đâu rồi, đâu rồi? Thấy con gái từ đâu không? Thấy con gái từ đâu không? Con gái từ đâu? Dạ. Im đi, tôi hỏi chút để mới trả lời. Con gái từ đâu? Bà nín, bà nín. Ủa, mình không có ưa nhau mà sao đi đâu mình cũng gặp nhau hoài vậy? Tôi cũng đâu có ưa ông. Tôi đi kiếm con tôi kiếm bà. Tôi cũng kiếm con tôi chứ bộ kiếm ông mà chạy ra đây. Bây giờ cậu chỉ cho con tôi, cậu nói con. Dạ con tôi đâu phải không? Dạ khoan, dạ khoan, dạ khoan. Dạ khoan, chú thím. Gặp nhau thay vì mình chào hỏi nhau, cười với nhau một tiếng thì cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn. Chứ mắc gì mà gặp nhau mà gây gỗ hoài vậy? Tại vì em... khắc khẩu. Ê, không biết có khắc khẩu hay sao mà khắc dấu lên mặt tôi vậy trời. Gõ cửa trái tim ban em được dù tình xót đau chung thân huyệt đào vui với chiếc bao nỗi niềm mắc sắt sao nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa. Dạ. Dạ. Qua đây đứng dạ. Mày qua đây. Gì vậy má? Tao không cho mày đi tập với nó, sao mày đi hoài vậy mày? Sao mày dạ, trốn dạ, nhà mày? Má ơi con mẹ này. Trời ơi. Mày biết không, hồi xưa đó bà yêu tao. Tao chê bà, tao chê bà xấu, cho nên bà hận tao tới bây giờ đó mày biết không? Thôi ba hay quá. Dạ vậy ba về đi ba. Quỷ già đu thùng thiết. Ai mê không? Tôi yêu ông hồi nào? Hả? Thôi đồ... mà má, thôi mà cứ gặp nhau là cứ gây. Đồ cái thứ đàn ông gì đâu mà yếu đuối ẻo lả. Trời ơi, mày coi nè, nè, cái tướng cao to vậy đó. Mà hồi xưa nha, tao hẹn chả đi chơi, tao làm mặt thiệt là đẹp, tao chờ chả tới chả nhìn tao khen. Ai dè mới vừa đụng mặt nhau cái chả té xỉu cái rầm. Trời đất ơi, tôi tưởng đâu mê nhan sắc tôi cũng xỉu. Ai dè nhìn lại, đạp trúng con dáng, té xỉu. Thằng bạn gái gì mà đẻ lệch bây giờ. Bởi vậy, thầy phong thủy nói đúng lắm. Cái đàn bà mà lanh lảnh hơi đồng, không hại chồng cũng sát con. À, thôi, thôi hại em đi. Hỏi tên có ở điện ngu si thử dạy. Đừng đùa giỡn chơi hiểm nguy, không biết sống chết là chi. Quần ông ốm nhách cao nhọng, xuồng nhà ông cái lụng cái hư. Còn quân bà mặc ú lụng xịt, làm sao sức với con ta. Hãy nhìn thẳng mặt tôi, rồi rút kiếm ra cùng ta giao đầu. Mà đừng võ nạt tất công, đậu thì đậu chai ngang chi ai. Mời bà sát thủ. Sơn ca. Sơn ca ơi, chốc lát nữa đây, một trong hai ta sẽ có người gục ngã. Kẻ còn lại sẽ cúi đầu buồn bã tiếc người đi dạng kỳ không ngờ về. Chiến thắng vinh quang sao mắt cơ lệ đầm đìa. Sao trời xanh hai ta không cùng chung chi hương cho phụ vàng gian dở. Gió mạnh quá. Cái gì vậy? Cãi nhau nữa à? Sao vậy? Sao gặp nhau là cãi nhau? Cuộc đời có bao lâu? 60 năm. 20 năm đầu sống không có gì vui vẻ. 20 năm sau suy nghĩ làm sao cho bớt sầu dương. Để chi 20 năm cuối chết cho trọn vẹn hả? Dành thời gian để làm gì? Suy nghĩ ý tưởng cho ấp hài trải hội, đem lại tiếng thơm cho ai? Không phải cho bạn,
không phải cho tôi, cho nhóm đơn ca tài tử Đồng Dao, một chương trình mà ba muốn gánh tham gia. Nếu không đoàn kết là rớt hết. Tóm lại, tất cả chúng ta phải đoàn kết. Đoàn kết. Đoàn kết sẽ đi đến thành công. Thành công. Tinh thần đoàn kết sẽ không bao giờ thay đổi. Thay đổi. Hả? Sao rớt một nhịp vậy? Rõ chưa? Rõ. Dạ. Khổ quá mà. Tôi chỉ là người phụ trách văn nghệ trong ấp thôi. Vì mỗi người mà. Tại sao vậy? Tại sao lại gặp nhau lại cãi nhau? Cuộc đời có 60 năm thôi. Nữa hả? Nó đi nói lại con ý hả? Tức quá mà. Cái lộn hoài như vậy thì làm sao mà tập? Không tập thì làm sao mà thi? Khỏi tập, khỏi thi. Nha tài cử. Gì vậy? Đang đi chợ nghe tiếng chuông, tưởng đâu là đi chùa. Kìa, bỏ nhạc chuông đó nha mày. Vũ ca ơi, mùa xuân đã đến thấy chưa? Mà cánh nén trao nghiêng giữa khung trời giông bão. Vũ ca. Dạ, trong mặt bây giờ. Dạ, xin giới thiệu với mọi người, nhà tài trình chính của ấp Đồng Dao, đại lý vật tư nông nghiệp, Dạ Thọ. Sao cứ lẻo đẻo thử tôi hoài vậy? Tại anh yêu anh. Tôi có ở đâu yêu? Tại anh lạ. Em thì độc, cho nên em thích khám phá những gì độc lạ. Anh ơi. Thôi. Bà phá tôi cho bà khám cái gì? Vậy thôi anh ơi, khó quá bỏ qua. Vậy thôi mình tính dụng cho nghệ nha anh. Khỏi tính, khỏi tập, khỏi thi, khỏi tài trợ. Sao? Gì? Tôi không thích cái cặp đào kép đó. Trời ơi. Tôi chỉ tài trợ với một điều kiện. Có em Hằng là không có thằng Dương. Hả? Có thằng Dương là không có thằng này. Thì ra nhóm đơn ca tài tử Đồng Dao lộn xộn là bởi Vũ ca. Phải. Mới nhiêu đó thôi đó. Mà cái xóm này nhiều chuyện độc địa lắm. Vô ba cơ gì hả? Thọ, hãy đợi đây. Bây giờ thì mời chị Việt Hương đứng sẵn nói luôn. Bạn là ai mà bạn rớt vô đây? Bạn cực kỳ duyên dáng. Bạn đúng như lời bạn giới thiệu, bạn rất là độc. Đó là tôi làm quá rồi. Dạ em là Thúy Loan ạ. Dạ em là diễn viên cải lương. Quá duyên dáng. Bên cạnh Thúy Loan là một con người mà tôi yêu mến. Đó là chị Quỳnh Hương. Hương học bên cải lương mà ngày xưa bay cất giọng hát lên là ở dưới đây tôi rụng nụ. Chị hơi bắt hát, hát một câu đàng hoàng cho mọi người thử. Tôi cũng muốn quên làng tình xưa để chung vui kỷ niệm. Nhưng trời đất cũng vô tình khơi lại nỗi niềm đau. Ngoài kia trời lất phất hạt mưa, cho mấy con ve nhỏ cất tiếng kêu sầu muôn. Lá vàng ngoài kia cũng ngập ngừng rơi trong gió như nỗi buồn xưa chồng chất giữa tim sâu. Hôm nay đội này quá đáng yêu. Và cái đoạn đầu thì nó hơi em nói thật là nó hơi bị cũ. Tại vì cái tình tiết là hai gia đình rồi hai đứa con hẹn nhau này nọ thì nó hơi bị cái mô típ này nó không có mới. Thì cái đoạn sau bắt đầu mới vui trở lại. Chứ hôm nay là thật sự là em rất là ấn tượng chị Loan. Khâm cũng duyên dáng và hy vọng lần sau mọi người sẽ chặt chẽ hơn. Tôi vẫn yêu cái cốt hài của Quỳnh Hương với anh Duy Mỹ tội nghiệp. Đóng vai hỗ trợ mà phụ mà làm quá trời luôn, cưng quá chị ơi. Máu nghề chị vẫn còn dồn trên não đó, bứt cọng tóc là bà phụ trên tới trời. Rất là dễ thương. Vừa được nghe anh chị hát để tặng cho em và anh Trấn Thành và chị Việt Hương nè. Rồi được cười thoải mái và thả ga với lại khán giả ở đây thì
em nghĩ là em rất là cảm ơn tiết mục của nhóm Đồng Dao ngày hôm nay. Và chúng tôi chờ đợi giám khảo giữ lời hứa của mình. Nghệ sĩ Việt Hương, mời đếm. Nghệ sĩ Trấn Thành, 9 điểm. Số điểm của ca sĩ Phương Trinh Jolie sẽ được giữ lại. Và bây giờ sẽ là điểm số của 100 khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời. Và điểm số của khán giả tại làng hài dành cho đội Đồng Dao đêm nay sẽ là 9,6 điểm. Xin chúc mừng Đồng Dao. Quý bà con thân mến, không khí làng hài của chúng ta đã sôi động lên với đội chơi đầu tiên rồi. Bây giờ chúng ta hãy chào đón đội tiếp theo. Sói ca, sói ca, sói ca, sói ca, sói ca, sói ca, sói ca. Hey, Tình ơi, làm trưởng làng bao nhiêu lâu tới từng tuổi này rồi được gọi là sói ca. Đâu có. Hả? Mặt anh như con ma sói ca gì? Sói ca đi nè. Sói ca, sói ca, sói ca. Xoái ca gì cứ chéo vậy cha. Anh có thấy cái ca nào mà bự không? Chừng nào mà xoái thao hay xoái xô nó mới bự. Nè, dám chê tôi hả? Mấy em cách mắt. Ê, ê, ê. Thôi, đi mấy đứa. Xoái ca, xoái ca. Vậy là làng tôi có một cái đoàn hát mới tới rồi. Để coi họ như thế nào. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vợi vợi, 20 năm cuối là bao. Trời ơi, cái gì mà ồn ào dữ vậy? Đi vô, đi vô, đi vô. Để chị tính. Trời ơi, cái thằng kia cởi ra. Trời ơi, mày lột áo con tao ra thằng con nạn. Cái gì vậy hả? Lòng áo quá vô. Mày bận áo con tao vô lông lá rớt tùm lum. Mày dẹp vô cho tao. Còn quỷ này nữa. Dạ. Công chuyện mày xong chưa? Dạ mà xong mày, rồi. Mày xong rồi, mày hay lắm ha. Mày thử micro chưa? Đương nhiên là rồi. Test âm thanh chưa? Dạ rồi. Chỉnh lại đèn chưa? Dạ rồi luôn. Mày đi khiêng bục đi. Thiệt đó, con không hiểu luôn, tại sao chị cứ lăng xê anh Phạm Huy trong khi ảnh thực sự là hát không có được, trong khi anh Quy Nam vừa hát hay vừa đẹp trai vừa nhảy giỏi, giờ ông lăng xê đi. Chừng nào nó làm ông nội tao, rồi tao bỏ tiền ra tao lăng xê cho nó ha. Hồi xưa tao thấy nó cũng có tài, tao mới nói với nó là thôi ông ấy làm con nuôi của dì đi, rồi dì lăng xê cho. Cái nó trả lời tao làm sao? Con nào dì nuôi mà dì không ăn? Đó. Trời ơi quỷ. Dì ăn hiếp cho tao hoài à. Mày thôi nha. Tao nói mày thôi, công chuyện mày lo xong chưa ở đó? Mày cà ràng ở đây, bán vé chưa? Vé đã cháy. Đã. Bình tĩnh, con bán xong vé rồi con mới đốt cái cùi. Trời đất ơi, con quỷ nào con hết hồn. Con bán được tới 103 vé luôn đó. Thầy, Thanh Thần Thiên Địa ơi, tôi làm cái đoàn này á 20 năm nay chưa có đêm nào bán được 20 vé. Vậy mà đêm nay bán được 103 vé. Sao hay vậy con? Tại đây là đêm đầu tiên á mà con cho người ta vô coi chùa đó. Là sao? Con hỏi gì nha, bây giờ có phải là gì bỏ tiền ra gì lăng xên Phạm Huy là muốn ảnh được người ta biết tên đúng không? Thì bây giờ con vậy? Cho người ta vô coi cho nhiều thiệt là nhiều, người ta mới biết tên ảnh. Ừ. Đó, bây giờ ai mà không biết tên ảnh? Người ta canh hết, đêm nào mà có tên của ảnh là người ta không đi coi luôn á. Nè nghe, cái nhiệm vụ chính của mày sao mày không làm? Nhiệm vụ chính gì nữa? Trưởng fan club. Chết cha, quên, chờ con một chút. Mấy đứa, ra luyện thanh. Gì đâu không. Mình đã ăn lương fan club rồi, cho dù dối lòng mình cũng phải làm. Luyện thanh. Tụi bay làm gì cười hì hì vậy? Con kết hợp luyện thanh với lại sướng tên anh Phạm Huy. Có sáng tạo tăng lương. Phạm Huy, Phạm Huy, Phạm Huy, Phạm Huy, Phạm Huy, Phạm Huy, Phạm Huy. Thôi, bớt chợ. Ờ, vậy đi. Vậy đi. Đi bay thiệt tụi. Con, trời ơi mệt lắm con hả? Ngồi ngồi đi con, ngồi đi con ha. Nè, tập trung đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Ờ, má xin lỗi con. Mít, nhanh đi. Dạ, cái mít cần ngô. Dạ. Đây, để má thử cho con, đây. Alo, 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 alo,
Ơi, thêm miếng echo đi. Alo, alo. Alo, được rồi đó, âm thanh tốt rồi đó. Rồi, tất cả sẵn sàng nha, tụi con chuẩn bị la lên nghe chưa. Dạ. Đó, âm thanh sẵn sàng, ánh sáng sẵn sàng, fan club sẵn sàng. Hát, hát đi con. Trời đất ơi, tại sao cái mic yêu thích của anh mới bay đâu? Tại sao mà không đem ra, hả? Tại sao tới bây giờ vẫn chưa đem ra? Cái mic của anh mày đâu? Mic kìa. Thiệt tình luôn á. Hả? Bóp chợ nha. Tôi không có nhiều thời gian đâu, tập trung đi. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm cuối là bao. Ơ, là thế, đời sống không là bao. Ơ, là bao, đời không lâu là thế. Thôi! Ơ, gì? Trời ơi, má dặn con làm sao? Dặn gì? Má nói là cái đoạn nào mình hát không nổi á, là con mới đưa cho fan club, nhờ fan club hát giùm. Dạ. Ừ. Vô. Nguyên cái bài này không có khúc nào tôi hát được hết trơn á. Hát? Tại sao hát không được? Tại má chứ tại ai. Tôi nói làm sao, tôi hát không có hay, mà tôi không có đam mê nữa thì làm sao tôi thành công, làm sao tôi nổi tiếng được. Nói chung á, tôi không có thích làm ca sĩ. Con, tôi mới thích hát. Khoan đã con. Trời vậy? Ơi, nhưng mà bao nhiêu lâu nay á, là má đã đầu tư biết bao nhiêu là tiền của cho con, thấy không? Để lăng xê con trở thành ca sĩ, và con đã nổi tiếng rồi mà. Tôi nói rồi, tôi không có thích hát. Vậy chứ bây giờ con thích cái gì? Tôi thích makeup. Trời đất ơi, tôi nói má nghe, má cứ để cho tôi á, sống theo sở thích của tôi. Nè nè nè, thấy chưa? Nhìn cái mặt của má kìa, sao cái màu son này không có hợp với má đâu nha. Nè nè, để tôi một lát. Nè nè, cái mặt má bị nọng quá, hiểu không? Hả? Đánh khối hai bên chút xíu. Đó, thấy chưa? Được liền. Nè, trời ơi, làm hậu đài đó, mình làm nghệ thuật ở trong cái môi trường nghệ thuật. Mặt mồ hôi quá, đi chậm về một cái đi. Trời còn mấy đứa fan nữa. Mặt mày, con bé này trang điểm hơi lố, con kia cũng hơi môi hơi lố kìa. Nè, con ráng hát giùm má một suất nữa đi, rồi cái chuyện này mình tính sao? Bữa nào mình bán được 103 vé rồi con, nghe. Cái gì? 103 vé. Hôm nay bán được 103 vé. Ờ, 103 vé. Đúng vậy. Để dành hát luôn đi má. Thôi đất ơi, má nghĩ sao vậy? Cái tập tôi mà gặp khán giả đâu mà tôi quýu, tôi cà lâm sao hát được. Ráng đi con. Không có đáng gì hết. Bây giờ tôi không có đáng đâu. Bây giờ má mới cho tôi sống với đam mê của tôi, sống với cái nghề của tôi mới chịu lận. Con ơi, thôi, tôi không có hát đâu. Con ơi, trời ơi trời, nếu mà đêm nay mà khán giả người ta đập cửa, người ta đòi trả vé lại một cái, là cái đoàn này ăn mày, tan nát hết. Giờ tính sao đây? Gì? Để tụi con tính. Em ơi có bao nhiêu? Có bao nhiêu? Chơi bấy nhiêu? 60 năm cuộc đời. Có bao nhiêu? Chơi bấy nhiêu? 20 năm đầu. Có bao nhiêu? Chơi bấy nhiêu? Sung sướng không bao lâu. Có bao nhiêu? Chơi bấy nhiêu? 20 năm sau sầu vương cao vợi vợi. 20 năm cuối là bao. Đời sống không là bao. Ơ là bao. Đời không lâu là thế. Ơ được bao năm ta sao mà yêu nhau. Thông báo, bữa đêm nay chính thức mở màn. Cái cách các bạn đặt ra cái vấn đề hài hước á, cái cách nhìn hài hước của các bạn nó hơi thô sơ. Có nghĩa là mọi thứ nó vẫn ổn, diễn vẫn dễ thương, chỉnh chu, tập tành đàng hoàng. Nhưng vấn đề là chúng ta diễn hời hợt quá. Mình là vòng thi, cho nên tuần này mình nhấn cho bạn này, tuần sau tới bạn kia bạn này. Mà cô em đang giải quyết quá nhiều vấn đề trong vòng 7 phút. Chưa kịp tiếp thu con bé này đang coi, nó thích quá cả nhà qua bà này. Bà vô cái miếng cái ché trái, cái hoàng hàng này. Mà bốn bạn đều hay hết. Đầu tiên chị rất bất ngờ với lại Huy Nam. Bạn Huy làm Trinh cười hai ba lần luôn. Khán giả thì cũng có cười nhưng mà không có tạo một cái hiệu ứng nhiều. Chúc các bạn sẽ có những cái phần thi sau tốt hơn ngày hôm nay. Xin cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo. Và bây giờ là phần cho điểm. Xin mời nghệ sĩ Việt Hương. 9 điểm. 6 điểm từ nghệ sĩ Trấn Thành. 8 điểm rưỡi. Số điểm của ca sĩ Phương Trinh Jolie sẽ được giữ lại đến cuối chương trình. Và bây giờ là phần trao điểm của 100 vị khán giả tại làng hài chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Điểm số của 100 khán giả tại làng hài dành cho đội hồn nhiên của các bạn đêm nay là
9,2 điểm. Xin chúc mừng đội Hồng Nhiên. Ở câu chuyện tiếp theo, chúng tôi mời bà con cô bác cùng đến với một hòn đảo với dân số khủng, hơn 300 thổ dân và một bí mật được lưu giữ từ ngàn đời. Hãy đến đảo để gặp gỡ những người trên đảo và chào đón đội Dí Dỏm. Ngày xưa, trên một hòn đảo kia, nơi tộc người cổ đại sinh sống, cuộc sống của họ rất bình yên và hạnh phúc. Cho đến một ngày, những kẻ lạ mặt xuất hiện. Chúng độc ác, xấu xa, đến xâm chiếm hòn đảo, khiến cho cây lá, cỏ hoa, vạn vật trên hòn đảo trở nên điêu tàn. Nhưng đâu đó, vẫn còn một vị tộc trưởng oai hùng lẫm liệt, tư duy cao siêu, đức độ ngập trời, sẵn sàng đứng lên để bảo vệ bộ lạc của mình. Hỡi cái thần dân của ta, ta nguyện hy sinh tấm thân này để bảo vệ cho các ngươi. Ừ, dạ. Ê, mày là tộc trưởng hay tao là tộc trưởng của mày hả? Mày bận đồ như ông nội tao vậy đó. Mày nghĩ là tộc trưởng của tao bận đồ như ăn mày, bận đồ đẹp dữ vậy mày? Dạ đâu có đâu. Ha, phu nhân của ta đâu rồi? Mình ơi, sao ta ra lệnh cho mình để triệu tập mọi người để cùng nhau bằng cái kháng địch. Mình đã kêu mọi người lại tới đây hết chưa? Thiếp kêu rồi. Bao nhiêu người? Ba người. Cái gì? Ủa, bộ tộc tới 300 anh em mà siêu có 3 người hả? À? Anh nấp hết trơn rồi. Sao không kêu ra đây? Thì anh nói bây giờ là đánh cũng được đó, với điều kiện là cảnh 50. Trời ơi. Ta nói cho em nghe nè, nếu như mà chúng ta không đoàn kết thì không thể nào bảo vệ được hòn đảo này, em hiểu không? Thiếp hiểu. Hòn đảo này nằm tách biệt với thế giới bên ngoài, bốn bề là biển. Ta sẽ dụ bọn người lạ mặt lên đây, sau đó nổi lửa lên, đốt hòn đảo này. Lúc đó bọn nó sẽ chạy đi đâu? Đúng vậy, mình đốt cái hòn đảo này, bọn cướp sẽ chạy đi đâu? Ừ. Chúng sẽ chạy đi đâu? Đúng. Rồi mình chạy đi đâu? Trời vậy nè, cách này không được, cách kia cũng không được. Ta nói thiệt với nàng, ta không còn cách nào để bỏ về hòn đảo này. Thôi bây giờ dân đảo cho họ luôn cho rồi, chứ làm ăn cái gì? Năm xưa trước khi chúa tể chết có để lại một phương thuốc kỳ diệu cho tộc trưởng, nhớ chưa? Nhờ ngươi nhắc ta lại nhớ về cái phương thuốc kỳ diệu đó. Chị mau lấy ra đi chàng. Là phương thuốc kỳ diệu. Vậy là chúng ta được cứu rồi. Hay quá chàng ơi. Đây là những ký tự cổ xưa ông cha ta đã để lại, nhưng ta không biết nó viết và ám chỉ điều gì. Ta suy nghĩ mấy chục năm nay rồi chứ suy nghĩ không ra. Hay bây giờ không biết làm sao bây giờ. Không biết ai có thể giúp ta giải mã những cái tự bí mật này nè. Có cách thưa tộc trưởng. Ai? Tên tù binh nhóc. Còn chờ gì nữa, kêu tên tù binh ra đây, nhanh lên. Dạ. Mày có bị điên không mày? Tao kêu mày dắt tên tù binh ra, cổng ba mày ra đây làm cái gì? Tên tù binh đâu? Ủa sao dài dữ vậy? Bữa hồi đợt nó bắt lâu lâu đâu có dài dữ vậy đâu. Ta đây nè, nhốt mấy mươi năm rồi thì phải già, thì phải có râu chứ. Trời ơi. Ủa, nói vậy là ngươi là tên tù binh năm xưa mà ta đã giam cầm đó à? Phải. Nè, bây giờ có chuyện gấp lắm cần ngươi giúp. Ta hỏi ngươi, ngươi có nhớ gia đình của ngươi không? Nhớ. Ngươi giúp ta một chuyện, giải những ký tự cổ xưa này. Nếu giúp ta được, ta sẽ cho ngươi về đoàn tụ với gia đình của ngươi. Này, được không? Đi. Được. Ăn. Ta sẽ giúp cho. Em nhìn như ông bụt của mày ha, nhìn sợ ghê luôn á. Đi chang luôn đó. Đây nè, đọc, giải thích cho ta, nó ghi cái gì, ám chỉ điều gì? Đây là muối. Ở trong nước biển có muối. Nước biển có muối hả? Trời ơi, nãy giờ không nói. Em, đi gánh anh hai thùng muối vô đây lại lên. Dạ. Mà em nhớ ra rồi. Bây giờ cái bọn làm mặt cái dây chính cái nơi này, em mà bước ra, chúng bắn em quéo giới tính. Trời ơi, giới tính của vợ ta đã lộn xộn lắm rồi, bây giờ quéo nữa không ai nhìn ra vợ ta. Bây giờ có cách nào khác mà bây giờ không cần ra biển mà có muối được không? Trong mồ hôi đó. Ủa, trong mồ hôi của ta có muối hả? Ừ. Ủa, nhưng mà cái gì nó làm sao? Nó mặn mặn. Nhưng mà giờ lấy cái hàng gì? Trời ơi, đúng rồi.
Bây giờ lấy mồ hôi. Lấy của ổng đi. Lấy của ổng đi. Đúng mày. Người sống lâu không năm được. Như vậy mồ hôi của người chắc chắn là chất lượng lắm. Bà bán rồi đây. Hết thời gian rồi. Nhanh lên. Dạy hết rồi đây. Bay đâu. Nổi lửa lên. Xong chưa? Xong thưa tộc trưởng. Xong chưa? Xong. Đưa cho ta. Rồi. Nàng há miệng ra. Ê, giống nước dừa ta. Nó có cái gì ngọt ngọt á tộc trưởng. Cha già, đi ra đây. Gạt tôi phải không? Sao ông nói là muối, là mặn mà thấy tôi uống vô ngọt là sao? Ta nói nhà ngươi đừng có lấy mồ hôi của ta. Tại sao không lấy? Ta bị bệnh tiểu đường. Trời ơi, chết rồi tộc trưởng ơi. Địch tới nơi mà bây giờ ba đứa mình còn bị bệnh tiểu đường nữa làm sao mà không bây giờ. Bay đâu? Bao dây chỗ này lại cho ta. Chết rồi, tới rồi. Núp đi, núp đi. Núp đi. Ê, nhỏ này dự event hay cái gì hả mày ơi? Ai vậy? Bay đâu? Hãy đợi lệnh của ta. Khi nào ta ra lệnh thì bắn. Nó ghê quá. Cái gì mà ghê vậy? Trời ơi. Chỗ này thật là đẹp. Wow. Khung cảnh thật là hữu tình. Và ta sẽ biến nơi này thành một khu du lịch sinh thái. Nghe cũng được đó chứ. Và đặc biệt là sẽ giam cầm những con động vật xấu xí đằng sau. Ê! Ê mày! Nói động vật mày hả mày? Mày biết gái thiệt muốn nói gì đâu, mày có chơi tao với mày. Khu máu nhỏng bên luôn là mày. Quỷ trên mặt của đi mày. Xấu dữ thần lắm. Xấu mà xấu âm trì đi ngục, xấu lục đục da can, xấu tiêu tăng lịch sử. Xấu không kiêm cử ngày giờ, xấu bơ phờ thành thị, xấu miệt thị nông thôn. Xấu quỷ thần ôn phải xa lánh hả mày? Mày hàm hồ đi, mày tưởng mày hàm hương còn hàm lửa. Hiện giờ trên đây chỉ trốn thả mặt cho ba người thôi. Ngươi muốn chiếm rất là dễ dàng rồi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, đừng nghĩ có sức mạnh mà lên mặt. Bọn ngươi không xứng đáng để cai trị cái đảo này đâu. Ngươi nghĩ là với sức mạnh của ngươi thì ngươi có thể cai quản cái đảo này được sao? Đương nhiên. Nếu như ngươi muốn cai quản hòn đảo này thì hãy cùng ta chơi một trò chơi. Được, chơi trò chơi chứ gì? Nếu như ta thắng thì ngươi phải giao hòn đảo này lại cho ta. Còn nếu như ta thua thì ta sẽ đi. Được. À, ý ngươi nói là chúng ta thách đố với nhau chứ gì? Đúng vậy. Hãy nghe câu đố của ta. Đây là một câu đố cực kỳ phức tạp. Câu đố về tâm sinh lý. Ta hỏi ngươi, ta có mê ngươi không? Mê. Trời ơi, con điên. Chỗ mày sai rồi, mày ảo tưởng đó mày ơi. Mày sai rồi, mày xấu với ai yêu? Chàng trả lời đi chàng. Mê. Trời ơi. Ngươi bị cái gì vậy? Suy sụp. Vậy là ngươi đã thua ta 1-0. Trời ơi, con này khó quá là. Bây giờ sẽ tới lượt ta đố ngươi. Hãy nghe rõ câu hỏi đây. Ta cho con Lan một cục kẹo, cho thằng Thành một cục kẹo. Hỏi tụi nó có bao nhiêu cục kẹo? Bốn cục kẹo. Bị cái gì vậy? Suy sụp. Ngươi đã thua ta rồi. Ôi, ngồi chuyện cái gì kệ vậy? Thì có bằng hai thôi. Tại nó sao hai được cái gì hai ngón thì bốn cái mấy. Bây giờ ngươi phải giao hòn đảo này lại cho ta. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Ngươi làm sao đấy? Đem tên tụi binh ra đây cho ta. Tên tụi binh ra đây. Dạ, 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 dạ. Ông nội. Hả? Con. Nội. Con đã tìm được nội rồi. Đi về thôi nội. Ê, sao có mối quan hệ huyết thống đâu đây kỳ vậy mày? Ta nói cho ngươi biết, thật ra mục đích hôm nay ta lên hòn đảo này chỉ là muốn giải cứu ông nội ta thôi. Ngày xưa mấy chục năm trước, ông nội ta đi khám bệnh đã đi lạc vào hòn đảo này và đã bị ngươi bắt giữ. Cho nên hôm nay ta tìm mọi cách để đến đây để cứu lấy ông nội của ta. Thật ra với hòn đảo xinh đẹp như thế này thì ta làm sao có thể phá chúng đi và biến thành một khu du lịch được chứ. Bởi vậy ta sẽ trả nó lại cho ngươi. Ủa? Bây giờ ông nội. Mình đi về thôi ông nội. Con đã chuẩn bị cho ông nội một chiếc du thuyền ở ngoài rồi. Mình về nha nội.
Giờ chàng thấy chưa? Sáng con mắt ra chưa? Hả? Những tình cảnh như vậy còn ai bên cạnh chàng không? Hay là chỉ có thiếp? Trở thằng ngu này, nhìn kỹ lại đi. Lúc nào cũng ngồi đó trông chờ cái gì đó là muối muối là phương thuốc kỳ diệu hả? Thiếp nói chàng bao nhiêu lần rồi, chàng đâu có tin. Muối cái dụng ý đơn giản đây cha chàng để lại á. Muối là mồ hôi nước mắt, là lao động, là cuốc cẩm cài bừa trồng trọt chăn nuôi. Phải lao động mới giữ được những gì mà mình đang có. Đến bao giờ mới nhận ra hả chàng? Khi những phép màu bề trên đưa xuống cho mình hả? Phép màu ở trong bản thân của chàng đó, chàng biết chưa? Rồi bây giờ mất hết tất cả, thất bại, còn bị bệnh tiểu đường nữa. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ là trăm đường con hư. Tôi hiểu rồi. Hôm nay hoa hậu của bức tranh này là em Minh Dự, em xấu đẳng cấp. Ở hôm nay La Thành duyên dáng thông minh làm cái cột giữ được cho cái sườn rất là tốt. Mọi thứ nó đều rất là chỉnh chu. Thiếu chút xíu sự bùng nổ thôi. Vì theo như cái độ của La Thành nha, cái quái của anh ta cộng với lại cái xấu cường độ mà áp suất nó tăng theo cái duyên của cái cô hoa hậu đó trong lòng tôi. Với những cái duyên như thế này thì nếu mà tụi em tập luyện hoàn toàn kể như là như những nhóm khác thì hôm nay là đêm bùng nổ của tụi em. Tôi vẫn yêu các bạn, từ các bạn quá duyên. Nguyên tiết mục của nhóm Dí Dỏm là Trinh cười từ đầu tới cuối. Còn bác ơi, bác diễn duyên quá. Con không biết là bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 78. 78 tuổi rồi. Wow. Những cái lời nói của bác rất là chân chất, rất là mộc mạc nhưng mà vẫn khiến con cười. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ thì chúng tôi đang chờ điểm số từ phía giám khảo. Nghệ sĩ Việt Hương 9 điểm rưỡi. Nghệ sĩ Trấn Thành 9 điểm rưỡi. Số điểm của ca sĩ Phương Trinh Jolie sẽ được giữ lại. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm của 100 vị khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời. Và điểm số của khán giả tại làng hài dành cho đội Dí Dỏm của các bạn đêm nay là 9,7 điểm. Xin chúc mừng đội Dí Dỏm. Có một ngôi trường, ở đó các học sinh đến không để học, cô giáo đến để làm gì nếu không có học sinh? Chúng ta hãy cùng chào đón đại gia đình và xem họ thi như thế nào trong đêm hôm nay. Cô được dạy tại trường Hoàng gia và cũng rất vui vì hôm nay các em đi học đầy đủ. Bây giờ cô sẽ điểm danh nha. Em ơi, em nào? Em là Lao Công. Ủa vậy mấy người kia? Tổ Lao Công. Wow, đầu tư dữ vậy đó ha anh. Có tiền mà. Ủa vậy là không ai đi học hết hả anh? Trời ơi, cái trường này trường của đại gia, xây lên làm kiển vậy thôi chứ không có ai đi học hết trơn á. Trời ơi, anh ơi cho em mét nhạc tâm trạng đi anh. Trời ơi, niềm vui sướng của một người giáo viên đã được đến lớp nhìn thấy các em đi học đầy đủ và đúng giờ, vậy mà chỉ thấy đầu ghế không thấy đầu người. Nhưng một khi tôi đã dạy cái lớp này rồi, tôi quyết định phải lập lại kỷ luật. Em nào nghỉ học tôi sẽ đuổi. Đuổi cô trước á? Sao đuổi em vậy? Cô biết trường này ai xây không? Thợ hồ. Ai đưa tiền cho họ xây? Chủ đầu tư. Đúng, mà không phải một chủ đầu tư, có nhiều chủ đầu tư. Họ là những người bạn rất thân. Dạ. Nhưng không ưa nhau. Ủa, thân mà sao không ưa nhau vậy anh? Vì giàu quá nên không có ưa. À, giàu quá không ưa nên gọi là thân ai nấy lo. Đúng rồi. Dạ,
nên họ đã quyết định xây lên ngôi trường này. Ủa tại sao mà không ưa nhau mà lại còn xây trường chung vậy anh? Để đua coi ai giàu hơn. Và từ đó ta tên trường là Trường Đua. Wow, trời ơi, hay quá anh ơi. Bây giờ em mới phát hiện ra cái lịch sử của ngôi trường này. Dạ. Trời ơi, vì đua nhau xem ai giàu hơn mà xây ra trường đua. Dạ, đúng như rồi. Vậy là có tiền là có tất cả sao anh? Đúng. Học trò tôi. Dạ. Các em à, các em là học sinh, chỗ của các em không phải trên mặt bàn mà là dưới ghế ha. Em nữa, đi học ăn mặc hở hang như vậy sao? Trời đất ơi, cái trường chứ đâu phải cái chợ đâu. Đây là cái bàn giáo viên, sao em ngồi lên đây? Vô lễ. Alo, ba ơi. Má ơi. Ngoại hả? Dạ. Đuổi. Xong phim. Em mặc cái áo này đẹp nè, trời nóng mặc vậy cho mát tốt đó. Còn em nữa, mình đi học mình đem theo nhiều tiền phòng thân và hỏi. Chắc có lẽ là em bị cận đúng không? Mình ngồi đây mình có thể dễ thấy bảng của giáo viên hơn đúng không em? Thôi được rồi, bây giờ chúng ta vào lớp học nha. Thôi học làm gì? Ba em nói chỉ cần vô đây nè, điểm danh là ông sẽ mua cho em chiếc máy bay. Em cũng xa lắm, bởi vậy cho em làm chủ của mấy cái mỏ dầu ở bên Ả Rập đó cô, để chiếc xăng cho máy bay này chạy. Wow. Trời ơi. Dạ. Ê, bạn thân không ưa. Ngoại ơi, ngoại cho con làm chủ của cái sân bay. Máy bay nó bay một hồi hết nhiên liệu con nhỏ này, không có sân bay con sao nó đã nó nổ banh xác hai con nổ này. Ngoại ơi, ngoại ơi. Con kia mày rủa ai vậy hả? Tao rủa mày á. Men dữ. Em ơi, chung lớp. Wow. Trời ơi. Ơi. Trời ơi. Tiền mày mày dò mày quăng như vậy đó hả? Nhiều mà. Tao lấy vàng. Tao chọi mày nè. Chọi mày nè. Là hả? Mày chọi tao. Chọi hả? Mày chọi tao hả mày? Trời ơi. Trời ơi. Anh ơi, chỗ này không có tâm trạng anh ơi. Em đang bức xúc. Cuối cùng là các cô, các cậu có coi tôi ra gì không? Không. Coi như tôi chưa nói gì đi. Mày hả? Rảy tao mày. À trời ơi. Con hả? Trời nè. Dạy con hả? Mày ngon vô đây. Trời không? Các em nói rằng các em giàu lắm đúng không? Đúng. Giàu là cái gì cũng có đúng không các em? Đúng. Vậy mà theo tôi nghĩ rằng có một thứ các em không có. Cái gì? Bằng cấp. Có bằng cấp đi rồi nói chuyện với tôi. Tưởng gì? Mua bằng. Trời đất ơi. Ngoại tao chào giá mua cái bằng 300 triệu. Má tao chào giá 500 triệu. Ba tao chào giá 1 triệu. Mày đấu giá ngược hả? 1 triệu đô. À mày ngon, khỏi gọi luôn. Tao 10 triệu đô. 20 triệu. 1 tỷ đô. 1 triệu. Nè tao chờ hết luôn. Vui quá. Vui quá vui. Ôi tụi bay, có vấn đề, có vấn đề. Ê, hình như là cô thấy mình giàu quá, cái hình như là cô bị tưng rồi đó. Ê, bà cười là bà bán bằng. Bán đi cô, bây giờ cô bán bằng đi nè. Bán đi, em có hết rồi cô, bán đi cô. Bán tao đi. Đâu phải là cô. Ủa, vậy chứ là ai? Tao là cô. Hả? Cô là sao?
Tao không phải là cô, nhưng mà tụi bay vẫn phải kêu tao là cô. Tại sao? Tao tên Trần Thị Cô. Ba tao là giáo sư, má tao là viện trưởng. Sinh tao ra có chỉ số IQ vượt xa loài người, nên tao có quyền dạy tụi bay. Ê, nhưng má tao bỏ tiền để xây cái trường này nha. Gia đình tao cũng có. Tao hùng nhô nhiều nhất đây nè. Còn gia đình tao, chủ tịch hội đồng quản trị. Hả? Còn mấy đứa? Trời ơi, thầy cô đâu mà không đưa. Trời ơi, đưa cái con cô hồn nó dạy mình không được đâu. Thầy cô ơi, thầy cô ơi, thầy cô ơi. Gì vậy? Ai vậy? Hỏi Kim. Ở trường này không có thầy cô giáo nào dám vô đây dạy của mấy người hết trơn. Còn cô nha, mém chút xíu là tôi bị cô lừa rồi. Quậy quá mà. Và tôi cũng thông báo cho các cô cậu được biết, cái trường này sắp giải thể. Ủa? Sao giải thể? Để làm nhà thương điên. Hả? Trời ơi! Hôm nay các bạn có một cái ý tưởng kịch bản rất là tốt. Tôi rất thích cái này, nó thời sự. Thường mà làm hài thì mình có tính thời sự vô ha. Các bạn chào xưng. Thật á là tôi mong chờ hơn. Nhưng mà tôi nghĩ đây là áp lực ngày đầu mở màn, ngày đầu chào, cho nên là không đòi hỏi gì thêm. Nhưng hãy thật cẩn thận. Các đội khác rất khủng, các bạn hãy cẩn thận. Nhớ nha, nhẹ nhàng như cung đàn, nhưng phải chặt chẽ từng miếng một. Và tôi thích cái ý tưởng hài của các bạn vô cùng, bởi vì cái ý tưởng nó rất là hay. Cái hài kịch á là nó phải gần với thực tế nhất, nó phải nói chuyện đời nhất có thể. Cô giáo là cái người làm được chuyện đó. Tôi thấy là bạn cô giáo bạn diễn rất là đời. Các bạn cố gắng làm sao cho nó đời nhất có thể là cái hiệu quả nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Và chỗ Trinh cũng thấy rất là dễ thương, cười, nhưng mà chưa thực sự gây ấn tượng lắm. Hy vọng là mọi người sẽ có thêm lửa nữa vào những vòng sau. Và bây giờ sẽ là điểm số của giám khảo dành cho đội các bạn. Đội Đại Gia Đình xin mời nghệ sĩ Việt Hương 9.5. Nghệ sĩ Trấn Thành 8.5. Số điểm của ca sĩ Phương Trinh Jolie sẽ được giữ lại. Và bây giờ sẽ là phần trao điểm của 100 khán giả tại làng hài của chúng ta hôm nay. Xin mời. Một trăm vị khán giả tại làng hài đêm nay đã quyết định dành tặng cho đội Đại Gia Đình. Các bạn sẽ nhận số điểm là 9.1. Xin chúc mừng. Quý bà con, cô bác thân mến, vậy là chúng ta đã gặp gỡ cả 6 đội chơi của chương trình Làng Hài Mở Hội bảng B đêm đầu tiên. Và một lần nữa chào đón họ xuất hiện trở lại trên sân khấu của chúng ta. Đầu tiên thì Đình Đoàn thay mặt chương trình Làng Hài Mở Hội cảm ơn cả 6 đội đã đến với chúng tôi. Và bây giờ Đình Toàn xin phép được công bố trước tiên 2 đội có số điểm cao nhất từ phía ban giám khảo trong đêm nay. Đầu tiên, điểm từ giám khảo khách mời là 10. Tổng số điểm 39.8, đứng vị trí đầu tiên. Xin được chúc mừng nhóm Tỷ Muội. Đứng vị trí thứ hai có điểm số từ khách mời là 9.5 và tổng điểm là 38.2. Xin được chúc mừng Dĩ Dõm. Chúng ta còn lại 4 đội chơi, và theo luật của chúng tôi thì 2 đội có số điểm thấp nhất các bạn sẽ lọt vào vòng nguy hiểm, và các bạn bắt buộc phải đến với phần thi của mình theo một tình huống do giám khảo chúng tôi đặt ra. Và bây giờ thì Đình Toàn xin mời một nhóm có điểm từ giám khảo khách mời là 9. Tổng số điểm các bạn có là 36.1. Nhóm Đại Gia Đình. Một nhóm nữa có tổng số điểm từ khách mời là 9.5. Tổng điểm là 38.1. Nhóm Đồng Dao.
cả gia đình và đồng giao. Các bạn sẽ cùng với hai đội tỷ muội dí dỏm tiếp tục đi tiếp vào vòng 2 của làng hài mở hội của chúng tôi đêm tiếp theo với một chủ đề rất ấn tượng, đó chính là diễm lệ ngôn tình. Một lần nữa xin chúc mừng cả bốn đội, xin chúc mừng hai đội. Các bạn là hai đội lọt vào vòng nguy hiểm, nhưng đây cũng là cơ hội để mọi người thấy các bạn nhanh nhẹn và bứt phá như thế nào. Nhưng trước tiên tôi mời các bạn nghe lấy số điểm mà đội bạn đã có được trong đêm hôm nay. Ở vị trí thứ 6 với điểm từ khách mời là 8.5 và tổng số điểm là 35.2 điểm, đó là đội Hồn Nhiên. VTTM, các bạn có điểm số từ giám khảo khách mời là 9 điểm và tổng số điểm các bạn là 35.6 điểm. Các bạn đang đứng ở vị trí thứ 5. Và theo luật của chúng tôi thì các bạn phải dự thi đêm thứ 2 theo tình huống từ phía giám khảo đề ra. Và người đề ra tình huống đó cho các bạn đó chính là giám khảo Việt Hương. Xin mời chị. Kỳ này tôi sẽ cho chuyện xảy ra. Một là xảy ra trên một chiếc tàu, hai là xảy ra trên hoàng cung. Tôi cho cái này rất là dễ để cho mong là các bạn ở vòng 3 hiên ngang bước vô không phải nguy hiểm. Các bạn cứ thoải mái thảo luận với nhau để xem đội mình quyết định ngay lúc này các bạn chọn chiếc tàu hay chọn hoàng cung, chọn hoàng cung hay chọn chiếc tàu. Vậy thì nếu Định Toàn ra tình huống đó thì chị Diệp Hương sẽ chọn tình huống nào? Hương thích chọn chiếc tàu. Tại vì Hương nghĩ là trên tàu nó sẽ có nhiều cái diễn, có ngôn ngữ hình thể được cũng nhiều, rồi té lên nhào xuống ha. Bạn đó nên chọn chiếc tàu, bạn leo lên chìm có vấn đề cho người ta nói trơn trọi. Vậy còn nếu là hoàng cung thì theo chị sẽ có gì? Hoàng cung thì mình hay nghĩ tính cái gì đó đấu đá nhau, thì tôi nghĩ đội bên này thăm cung nội chiến thì anh bên này là anh Huy Nam đẹp trai quá, thả vô vua mà đẹp cỡ này thì vô cung hậu cung nó sẽ loạn mất thôi. Tôi nghĩ vậy. Rõ ràng có rất nhiều tình huống gợi ý từ giám khảo của chúng tôi. Bây giờ các bạn hãy lưu ý, phía bên tay trái của Đình Toàn đó là một chiếc tàu và phía bên tay phải đó chính là hoàng cung. Các bạn thảo luận xem mình lựa chọn gì và vui lòng di chuyển về khu vực đó. Chị thích hoàng cung không? Nhưng mà em cũng thấy là nãy chị Hương chỉ nói là bây giờ là mình chọn chiếc tàu thì mình có nhiều cái để mình diễn hơn á. Không, bên bệnh chọn hoàng cung đi hợp hơn đó. Nãy chị Hương, chị Diệp Hương cũng nói. Không, nhưng bên mà đúng chiếc tàu đúng rồi. Bây giờ mình nghĩ đi. Vậy là cả hai đội đều có sự lựa chọn của mình. Xin mời. Đội Hồn Nhiên đã quyết định lựa chọn tình huống là một chiếc tàu và đội VTTM các bạn chọn tình huống là hoàng cung. Và với hai tình huống hóc búa này, hai đội sẽ thể hiện mình như thế nào ở đêm thi tiếp theo? Một lần nữa xin cảm ơn các vị giám khảo của chúng ta trong đêm hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình Làng Hài Mở Hội, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng Z Studio phối hợp thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.